Lúc Trinh U 5 tuổi, người mẹ bảo con trai bỏ tay mình ra, hứa sẽ đi mua thêm cho con trai một cây kem nữa, cũng dặn con trai không được đi đâu, nhớ là phải ngồi yên ở đây. Nhưng sau một lúc lâu, Trinh U không thấy mẹ quay lại, anh ấy khi đó có chút sợ hãi, đứng dậy đi tìm mẹ, không may bị vấp ngã. Kể từ đó trở đi, anh luôn để ý đến gót chân, nhưng sau cùng người mẹ vẫn đưa anh ấy về nhà. U Trinh có thể bỏ qua vấn đề này, nhưng bóng đen tâm lý không thể xóa nhòa. Đó cũng là lý do anh đã chụp những bức hình đó. Có điều nó không thể được dùng làm bằng chứng chứng minh Trinh U là hung thủ. Điều tra viên Bết suy đoán rằng, vì nỗi tổn thương do người mẹ gây ra, nên anh ấy mang nỗi oán hận với phụ nữ và thậm chí là sát hại. Dòng Chu cũng công nhận điều này, nhưng nếu với điều này, đâu thể là chứng cứ trực tiếp cho thấy Trinh U là hung thủ vì chấn thương tâm lý. Lúc này Trinh Song mở cửa bước vào văn phòng. Anh ấy có một manh mối quan trọng, hóa ra đêm hôm qua, trước khi phát hiện ra các bức ảnh, Trinh Song đã đến gặp Lee Eun Moon, khiêu khích mối quan hệ giữa ông Bè và cô ta. Cuối cùng cô ta thú nhận rằng, vào ngày xảy ra vụ án, ông Bè không có ở hộp đêm. Sau đó một nam diễn viên, là bạn thân của cô ta, cũng tiết lộ rằng bọn họ đã cùng chơi đến tầm 12:30. Nói rõ hơn thì, người đàn ông trong đoạn video đó là nam diễn viên. Theo như kết quả kiểm tra camera giám sát của hộp đêm, đúng là nam diễn viên đã đến hộp đêm. Kết luận là vào thời điểm xảy ra vụ án, ông Bè không có ở hộp đêm. Jong Un ngay lập tức yêu cầu điều tra viên Bết đi xin lệnh bắt giữ ông Bè, rồi ngay lập tức bắt ông Bè. Sáng sớm ngày hôm sau, Trinh Song đến bệnh viện với lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Bè. Tuy nhiên ông ta sớm đã đi Mỹ công tác vào sáng nay. Jong Un sau khi biết tin, anh ngay lập tức đến văn phòng công tố viên trưởng. Anh ấy nghĩ rằng nghi phạm hàng đầu đã đi nước ngoài ngay thời điểm vô cùng hoàn hảo. Bố ruột của nghi phạm là nghị sĩ quốc hội quyền lực nên mới có thể làm vậy. Bởi vì việc điều tra này không công khai nên bị dò dỉ thông tin về lệnh bắt giữ, chắc chắn là do người trong nội bộ làm ra. Nghe những lời này, công tố viên trưởng cũng tức giận. Hóa ra phóng viên đã đưa tin, đội điều tra đặc biệt phối hợp công tố và cảnh sát trễ nải vụ giết người hàng loạt. Jong Un ngay lập tức đoán ra được người đã làm ra chuyện này là bạn của anh ấy, Park Ki Jong. Trở lại văn phòng, Jong Un dự định bay sang Mỹ để bắt ông Bè. Đúng lúc này, Ki Jong cũng đi vào văn phòng. Trinh Song nắm cổ áo anh ấy, cáo buộc anh ấy thèm ăn tiền quảng cáo nên tùy tiện tiết lộ thông tin mật. Nghi phạm thấy bài báo, đã bay sang nước ngoài. Lẽ nào xem tiền quan trọng hơn mạng sống con người sao? Trên thực tế, người tiết lộ thông tin là Hee Chu, con gái của công tố viên trưởng. Jong Un ngay lập tức ngăn hành động bộc phát của Trinh Song lại, nhưng lại ám chỉ anh ấy nên dạy cho Ki Jong một bài học. Lúc Ki Jong phản đòn lại, nhưng bị Trinh Song né được, không may nắm đấm vung ra trúng ngực Jong Un. Máy đo trên tay anh phát ra tiếng kêu bíp bíp, trò hề cũng kết thúc tại đây. Tình cờ mẹ của Jong Un nhìn thấy cảnh này, người mẹ cảm thấy bản chất của công việc này quá nguy hiểm đối với con trai, bà không muốn con trai làm công tố viên nữa, tuy nhiên vẫn không thể cản anh ấy. Đề cập ở đây là mối quan hệ giữa Ki Jong và gia đình của Jong Un rất tốt, thường xuyên tương tác với nhau. Nhưng mẹ Jong Un không đoán được tinh thần phóng viên của anh ấy quá cao, hay là anh ấy quá mặc cảm trước Jong Un. Trong vài ngày tới, Jong Un lên đường truy bắt ông Bè. Có điều nam diễn viên bất ngờ quay lưng, anh ta cho biết hôm đó Lee Eun Moon đã nhờ vả nên anh ta đã khai sai sự thật. Trên thực tế người khác đã quay video. Tuy nhiên theo pháp luật Hàn Quốc, lời khai được đưa ra tại nơi khác, không phải trước tòa, không thể xử theo tội làm chứng giả được. Sau đó nam diễn viên rời đi với luật sư. Jong Chu đoán rằng nam diễn viên đã bị uy hiếp tung tin đồn với Lee Eun Moon đang nổi, sự nghiệp diễn viên của anh ta sẽ sụp đổ trong nháy mắt. Trong lúc nói chuyện, đã tìm thấy họ tên thật của tài khoản Lee Minh Chi mà Chin U gửi tiền, đó là Lee Mi Chin, và cô ấy chính là em gái của y tá làm việc tại bệnh viện của ông Bè. Đồng thời lúc này, thanh tra rút đã đến tiệm net có địa chỉ IP mà ID Lee Minh Chi dùng để truy cập mạng. Địa chỉ này rất gần với địa chỉ nhà của y tá, vậy nên Trinh Song quyết định điều tra người này trước. Rất nhanh, Trinh Song và thanh tra rút đã đột nhập vào nhà của y tá và tìm thấy rất nhiều hình ảnh gót chân ở trong nhà, còn có dược phẩm gây mê và một con dao giống với vũ khí giết người. Y tá tên là Lee Sung Jong, trước đó xuất thân là đầu bếp, từng có 2 tiền án tội phạm tình dục, chiều cao, cân nặng, cỡ dày, tất cả đều tương đồng với phác thảo về hung thủ. Đặc biệt những bức ảnh này chỉ những ai có mặt ở hiện trường gây án mới chụp được mà thôi. Đúng lúc Trinh Song nhận được một tin nhắn từ trưởng làng U Chin, Lee Sung Jong đã có mặt ở làng vào ngày xảy ra vụ án thứ 3. Lẽ nào anh ta đã lái xe của ông Bè đi đến đó? Khả năng cao anh ta chính là hung thủ. Jong Un yêu cầu thanh tra rút xin lệnh bắt khẩn cấp Lee Sung Jong, và từ giờ đây sẽ là vụ án được điều tra công khai. Nhưng Jong Chu cảm thấy có gì đó không ổn. Rất nhanh, tin truy bắt Lee Sung Jong đã được lan rộng khắp nơi. Đài phát thanh cũng nhắc nhở người dân chú ý an toàn. Lúc này Lee Sung Jong đang đứng ở trong một tòa nhà, nhìn chằm chằm vào một hướng nhất định, dường như đã có một quyết định lớn. Tuy nhiên có một chiếc ô tô đậu ở hướng anh ta đang nhìn. Người bí ẩn trong xe báo cáo với ai đó qua điện thoại đã nhìn thấy kẻ giết người. Sau khi Trinh Song và thanh tra rút nhận được tin, ngay lập tức đi đến khách sạn tìm Lee Sung Jong, nhưng căn phòng rất yên tĩnh, vé máy bay và lá thư tuyệt mệnh được để lại trên bàn. Trinh Song đi lên tầng 2, phát hiện anh ta đã tự tử. Sau khi kiểm tra di thư viết tay của Lee Sung Jong, đúng là bút tích của anh ta. Anh ta tự thú về vụ án và cầu xin sự tha thứ. Trinh Song không hiểu
một kẻ chuẩn bị bỏ trốn, sao lại viết di thư rồi tự tử? Khả năng cao ông Bè là đồng phạm, nhưng theo như Jong-un biết, nội dung di thư tự thú rất cụ thể và không có gì sai sót. Nói rõ hơn thì, vụ án đến đây là xong. Ngay sau đó bên công tố tổ chức cuộc họp báo, công khai thủ phạm thực sự là Lee Sung-jong. Phóng viên Ki Jong đặt câu hỏi, theo như anh biết, đã không có bản tường trình cuối cùng vì thủ phạm đã chết. Mặc dù như vậy, nhưng phía công tố vẫn chắc chắn đây chính là hung thủ của vụ án sao? Đây là di thư cuối cùng của thủ phạm, ngoài ra bằng chứng đi kèm rất nhiều, nên nếu nói ra hết ở đây, sẽ không có đủ thời gian kiểm chứng. Liệu các phóng viên hôm nay ở đây dành cả chữ, U Jin ở làng xem được tin tức này, anh ấy dường như có những suy nghĩ sâu sắc, cả đội điều tra cùng nhau ăn mừng. Tuy nhiên Jong-un có chút buồn bực, giả sử hung thủ Lee Sung-jong không xuất hiện, bọn họ sẽ như thế nào? Sự nghiệp của anh chắc sẽ có vết nứt, Jong-chu cũng không biết làm thế nào để an ủi anh ấy. Về đến nhà, cha mẹ Jong-un thuyết phục con trai hãy dừng việc làm công tố lại và hãy sang Mỹ lấy bằng MBAE, rồi tham gia vào việc kinh doanh, bởi vì tương lai của gia đình đều đang phụ thuộc vào anh, đó là định mệnh mà anh buộc phải gánh vác. Jong-un hứa với bố mẹ, khi nào anh cảm thấy nên dừng công việc này lại, anh sẽ lập tức nói cho bố mẹ biết. Rõ ràng đây không phải là câu trả lời mà bố mẹ Jong-un muốn nghe. Sáng ngày hôm sau, vì đã xuất sắc bắt được tên sát nhân giết người hàng loạt, Jin Song sẽ được đặt cách thăng một cấp bậc và nhận bằng khen. Ít ai biết rằng, tất cả những điều này đã được sắp đặt trước. Hóa ra Jong-un đã trải qua cuộc phẫu thuật bắc cầu động mạch vành, có dấu hiệu khó thở. Bác sĩ cho rằng khả năng dẫn tới việc suy tim là 85%, trễ nhất cũng phải làm phẫu thuật trong vòng 1 năm tới. Tôi đã chờ ngày này lâu lắm rồi, bây giờ chúng ta hãy bắt đầu chương trình kéo dài tuổi thọ thôi. Bố mẹ Jong-un đã sắp xếp cho trưởng phòng Chung nghỉ phép, còn đặc biệt nhắc nhở ngày mai trời sẽ mưa. Thật may vì chúng ta có trưởng phòng Chung, vì rất ít người biết giữ chữ tín mà. Sáng ngày hôm sau, người đàn ông bí ẩn lái ô tô đến làng U Jin, sau đó kiên nhẫn chờ đợi. Đồng thời lúc này, Jin Song dự định sẽ quay lại làng ăn mừng với em trai Jin U. Sau khi anh được thăng chức, nhưng Jong-chu được giao rất nhiều công việc, vậy nên hai người bọn họ không thể trở về làng. Thế là quyết định hẹn gặp nhau vào sáng sớm ngày mai. Đêm nay trời mưa rất to, người đàn ông bí ẩn vẫn ở trong xe, sở trưởng luôn là người đúng giờ, nay lại không xuất hiện. Lúc này Jin U nhận được cuộc gọi từ mẹ. Bác sĩ Chu muốn ăn gỏi cá, nhưng ở nhà không có thức ăn, anh chỉ có thể bất chấp trời mưa lớn để đi đến bãi biển để bắt cá. Tuy nhiên lúc Jin U rời đi, bị người đàn ông bí ẩn theo sau. Ở bên này, mẹ của Jin U, mẹ của Jong-chu, với cả bác sĩ Chu, cả ba người đang hát karaoke. Bác sĩ Chu cố tình giữ lại, để ngăn hai người họ rời đi, dường như đang đợi điều gì đó. Đồng thời lúc này, lúc Jin U mang theo nguyên liệu và trở về, thì bị chặn lại bởi người đàn ông bí ẩn. Lúc mẹ Jin U trở về nhà, bà nhận được một cuộc gọi. Cùng lúc đó, bữa tiệc tối của Jin Song cũng đã kết thúc. Anh ấy nhận được cuộc gọi từ mẹ. Sao cơ? Jin U sao?